Xin kính chào quý vị và các bạn. Tính đến cuối năm 2023, huyện Quốc Oai có 135 sản phẩm ô cốp từ 3 đến 4 sao. Trong đó thì thương hiệu tỏi đen Kochigon của công ty phát triển công nghệ Nhật Bản được gắn 4 sao ô cốp của thành phố Hà Nội. Và cho đến nay thì sản phẩm này khi đưa ra thị trường được người tiêu dùng ở cả trong và ngoài nước đón nhận. Trong chương trình Mỗi xã một sản phẩm ngày hôm nay, mời quý vị hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu về cái quá trình đưa sản phẩm tỏi đen ra thị trường. Thưa quý vị, đứng cạnh tôi lúc này là tiến sĩ dược Đào Văn Đôn, giám đốc của nhà máy Kochi. Em chào anh ạ. Xin chào khán giả Đài Truyền hình Hà Nội. Anh Đôn ơi, công ty của chúng ta được thành lập từ khi nào và có những cái sản phẩm nào là thế mạnh của mình ạ? Hãng Kochi thì được thành lập từ năm 2015. Thì có những sản phẩm thế mạnh như là tỏi đen Kochi, hà thu đỏ Kochi, nano curcumin Kochi. Những cái sản phẩm này thì hiện nay thì ở thị trường đã được cái sự đón nhận của người tiêu dùng ra sao ạ? Thực ra là Đôn cũng như hãng Kochi cảm thấy rất vui vì những sản phẩm như tỏi đen Kochi, hà thu đỏ Kochi và các sản phẩm khác của hãng Kochi thì được thị trường đón nhận rất tích cực cả trong nước cũng như thị trường nước ngoài. Hàng tháng thì anh đang cung cấp ra thị trường được cái sản lượng như thế nào ạ? Tùy theo từng sản phẩm. Với sản phẩm tỏi đen Kochi thì công suất của nhà máy thì có thể đáp ứng được cái nhu cầu 10 tấn tỏi đen một tháng. Còn với hà thu đỏ Kochi thì có thể đáp ứng được yêu cầu là 6 tấn hà thu đỏ một tháng. Công ty Kochi thì có nhiều dòng sản phẩm gồm tỏi đen Kochi, hà thu đỏ Kochi, nghệ Kochi và đông trùng hạ thảo Kochi. Trong đó thì có 3 dòng sản phẩm đã đạt OCOP 4 sao của Hà Nội. Và khi mà những cái sản phẩm này của chúng ta đạt chứng nhận OCOP và đặc biệt là đến 4 sao thì nó có cái sự thay đổi như thế nào ở trên thị trường trong cả cái sức tiêu thụ cũng như là cái định vị thương hiệu ạ? Thực sự là khi được chứng nhận OCOP 4 sao thì đây cũng là cái vinh dự và cái mang lại nhiều giá trị rất tuyệt vời cho hãng Kochi. Người tiêu dùng hiện nay thì nhận dạng được cái thương hiệu OCOP 4 sao rất nhiều. Họ nhìn thấy sản phẩm là cứ có OCOP 4 sao thì họ tạo thêm một niềm tin cho người tiêu dùng. Như vậy là cái giá trị đầu tiên là giá trị là niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm. Thì ngoài ra khi mà được cái sản phẩm được chứng nhận 4 sao thì được cái chương trình của nhà nước hỗ trợ rất tích cực cho doanh nghiệp trong vấn đề xúc tiến thương mại bán hàng. Cụ thể là anh đã tận dụng được những cái chương trình này như thế nào và anh đã tham gia những cái hoạt động nào và thông qua những cái hoạt động đó thì anh đã có thể kết nối tìm được những cái đối tác, những cái bạn hàng của mình hay chưa? Chẳng hạn như là nhà nước mình hỗ trợ cho đơn vị đạt OCOP 4 sao tỏi đen Kochi, hà thu đỏ Kochi ở bên mình được tham gia các hội chợ triển lãm ở trong nước cũng như nước ngoài, một số hội chợ triển lãm ở nước ngoài như là Trung Quốc, ở Thái Lan bên mình tham gia thì đã kiếm được những đối tác của nước ngoài và từ đó thì mình có được hợp đồng. Chẳng hạn như là về tỏi đen Kochi thì bên mình, như mình biết thì hiện nay là một đơn vị đầu tiên ở Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Hàn Quốc, xuất khẩu rất nhiều tỏi đen. Hầu hết các cái sản phẩm của mình đều có cái nguồn nguyên liệu là các cái mặt hàng nông sản là chủ yếu. Thì ở đây cái việc mà nhập cái mặt hàng nông sản về thì anh có những cái đòi hỏi như thế nào để những cái mặt hàng đấy có thể đáp ứng được cái tiêu chí đưa vào sản xuất của bên anh ạ? Thực sự thì sản phẩm của mình thì thời kỳ đầu là chủ yếu là lấy từ nguyên liệu ở Hà Nội. Sau đó do quá trình mà sản xuất mở rộng thì bên mình mở rộng cái vùng nguyên liệu của mình ra nhưng vẫn phải đáp ứng được cái yêu cầu để đảm bảo được cái hàng chất lượng OCOP cũng như là chất lượng quốc tế. Với tiêu chuẩn của bên mình, nguyên liệu đầu vào phải đạt ngay tiêu chuẩn, sau đó là tiếp đó là chúng ta phải có các cái quá trình chế biến theo chuẩn hóa, đồng thời chúng ta phải đánh giá cả cái chất lượng đầu ra thì mới đảm bảo được cái chất lượng hàng hóa làm sao mà từ nhà máy tới tay người tiêu dùng được tốt nhất. Hiện nay thì những cái vùng sản xuất như thế nào đang được anh tin tưởng lựa chọn để nhập nguyên liệu ạ? Hiện nay tùy theo từng sản phẩm cụ thể, với dòng sản phẩm là tỏi đen thì hiện nay thì bên mình hay thu mua từ cái vùng nguyên liệu là Hải Dương, vùng Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, những nơi mà họ đang bà con nông dân trồng tỏi. Thế còn về hà thu đỏ thì bên mình lại thu mua của vùng đồi núi phía Bắc của mình, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, rồi Thanh Hóa, vân vân. Đấy là những nơi mà có thế mạnh về trong vấn đề là trồng, nuôi trồng hà thu đỏ. Những cái sản phẩm OCOP 4 sao của anh khi mà các cái đối tác, các cái bạn hàng của chúng ta thì từ khi mà họ nhận sản phẩm cho đến nay thì đã bao giờ họ phải phàn nàn gì về cái chất lượng của chúng ta hay là mẫu mã của chúng ta có gì thay đổi so với trước đây hay không? Thực sự là với khách hàng quốc tế thì cũng nhiều khách hàng quốc tế như Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Mỹ cũng đến chỗ nhà máy mình, nhà máy Kochi để tham quan rồi thì họ cũng có đánh giá rất tích cực về sản phẩm của mình và rất may tới thời điểm này thì họ chưa có gì phàn nàn về cái chất lượng hàng hóa của bên mình. Tuy nhiên về mẫu mã thì họ tới mỗi một thị trường khác nhau thì họ muốn thay đổi sao cho phù hợp với thị trường đó.
Vậy thì các anh sẽ phải điều chỉnh như thế nào? Vì mỗi một lần thay đổi mẫu mã là cả một cái sự nghiên cứu về bao bì, nhãn mác sản phẩm đấy ạ. Thì các anh cứ phải có một cái đầu tư ra sao và lên phương án như thế nào để có thể đáp ứng được tốt nhất cái nhu cầu của khách hàng ạ? Về thị trường trong nước thì bên mình có phòng marketing. Phòng marketing thì phối hợp với cả các bên để mà thiết kế ra sản phẩm phù hợp với thị trường Việt Nam. Còn với cái sản phẩm xuất khẩu đi nước ngoài, chẳng hạn với thị trường Hàn Quốc, thì phòng marketing bên mình sẽ kết hợp với phòng marketing của bên thị trường Hàn Quốc để ra cái bao bì phù hợp với thị trường đó, hoặc là thị sĩ ở Mỹ, hoặc sắp tới là thị trường Úc cũng tương tự như vậy, cũng được kết hợp với cả cái đội marketing của bên đối tác thì cho ra cái sản phẩm phù hợp với cái thị trường ở đó cũng như với quy định pháp luật hiện hành của nước sở tại. Sản phẩm tỏi đen là một trong những cái sản phẩm đang là sản phẩm chủ lực của đơn vị nhà mình. Thì nó có cái sự khác biệt gì so với những cái dòng tỏi đen khác ở trên thị trường ạ? Thực sự tỏi đen Kochi cũng là một thế mạnh của bên mình, là lợi thế của bên mình, thì nó có nhiều điểm rất khác biệt với thị trường. Thứ nhất là bên tỏi đen Kochi mình thì phân hạng tỏi đen ra. Thứ nhất là phân theo size, theo cỡ. Ví dụ như là tỏi đen bên mình thì thường xuyên sản xuất size số 1, đây là size số 1. Size số 1 thì củ nó to, khối lượng khoảng 9 gram một củ. Còn trên thị trường thì các bạn thường mua các loại size tỏi đen nó bé hơn, là tương đương với cả 6 gram một củ, hoặc loại bé hơn nữa là loại số 3 thì nó là khoảng 3 đến 4 gram một củ thôi. Như vậy là ăn một củ này bên mình nó sẽ tương đương nó khoảng 3 củ tỏi đen thông thường khác. Thì đấy là về mặt khối lượng. Ngoài ra còn về mặt hàm lượng hóa chất thì trong tỏi đen Kochi này, tỏi đen có hàm lượng hóa chất SAC rất là cao, nó phải lên tới 800. Hàm lượng lên tới 800, trong khi đó các tỏi đen khác trên thị trường lưu hành nó chỉ được khoảng 100. 100 cái hàm lượng SAC, cho nên hàm lượng SAC trong tỏi đen Kochi nó cao hơn hẳn so với khác. Thì đây cũng là một cái điều rất đặc biệt của tỏi đen Kochi. Đây cũng là lý do tại sao mà những đối tác nước ngoài, đặc biệt là đối tác Hàn Quốc, họ ở sống ở Việt Nam lâu lắm, họ rất thạo về thị trường Việt Nam, họ đi khắp các nhà máy sản xuất tỏi đen ở Việt Nam rồi, và điểm dừng chân của họ thì là Kochi. Rồi họ cũng nói một cái câu như này là tôi cũng đi hết rồi, tóm trở lại này, bên anh bán tỏi đen đắt hơn, nhưng chất lượng của anh rất ok. Tôi xem đội ngũ của anh là đội ngũ nhân sự của bên anh rất là ok, chất lượng của bên anh rất ok, cơ sở vật chất của bên anh rất ok. Đây là lý do tại sao mà tôi ký hợp đồng với bên anh. Để đảm bảo tốt cho sức khỏe thì mỗi một người tiêu dùng một ngày thì theo khuyến cáo của bên anh thì chúng ta nên sử dụng cái số lượng tỏi đen như thế nào ạ? Về tỏi đen thì theo khuyến cáo, theo nghiên cứu ở nước ngoài thì nó rất tốt cho những người mỡ máu, tiểu đường, ung thư, tiêu hóa kém, sức đề kháng kém, với liều lượng là 6 đến 12 gram một ngày. Ví dụ một củ tỏi đen Kochi size to như này chỉ cần dùng một củ thôi, không cần dùng nhiều đâu. Mọi người ăn nhiều thì được nhưng nó phí, không cần thiết. Một củ nó đủ liều cho một ngày rồi. Chúng ta nên ăn tỏi đen sau ăn sẽ tốt hơn. Sau đó uống một cốc nước, nhai kỹ uống một cốc nước để phát huy tối đa cái hiệu quả của tỏi đen. Trong cái quá trình sử dụng tỏi đen thì chúng ta có phải lưu ý là phải kiêng một vài những cái loại gì không? Vì em nhớ là trong các cái loại thuốc nam, thuốc bắc thì thường thường là hay có những cái món là chúng ta phải kiêng. Đúng rồi. Tỏi đen thì cũng thế thôi, nó không ngoài. Thứ nhất là những người mà bị sốt xuất huyết thì không nên ăn tỏi đen. Những người bị những bệnh liên quan đến chảy máu không nên ăn tỏi đen. Tại sao? Bởi vì tỏi đen nó có tác dụng chống kết tập tiểu cầu, nó có thể gây ra tình trạng chảy máu, nhưng vì cái tác dụng là chống kết tập tiểu cầu cho nên rất tốt cho những người bị bệnh tim mạch, cho phòng nhồi máu cơ tim, phòng nhồi máu não thì rất là tốt. Nhưng mà đây cũng là với một trường hợp mà chẳng hạn sốt xuất huyết thì không nên sử dụng, thì đấy là một trường hợp mà chúng ta cần phải kiêng. Ngoài ra có một số trường hợp mẫn cảm, nhưng tới thời điểm này thì mình sản xuất tỏi đen cũng 9 năm rồi thì chưa thấy trường hợp nào mà bị mẫn cảm với tỏi đen cả. Với Kochi của chúng ta thì các anh sẽ kiểm soát cái sản phẩm của mình như thế nào ạ? Đúng, thực sự là hiện nay thì thị trường có rất nhiều sản phẩm tỏi đen cũng như hạt thuốc đỏ khác nhau, nhưng thực sự là chất lượng khác nhau rất nhiều. Ví dụ như tỏi đen thì chúng ta phải kiểm tra cái hàm lượng hóa chất SAC, còn hạt thuốc đỏ thì chúng ta phải kiểm tra hàm lượng hóa chất TSG, viết tắt của chữ tetrahydroxystyrene glycoside. Mình cũng đi lấy mẫu phân tích trên thị trường thì mình thấy có rất nhiều sản phẩm hạt thuốc đỏ nhưng lại không có hóa chất TSG. Thì nếu mà không có hoạt chất TSG thì không thể đảm bảo hàm lượng hoạt chất được. Thì đây là một cái mà chất lượng sản phẩm yếu kém làm cho người tiêu dùng mất niềm tin ở sản phẩm. Chính vì vậy mà hãng Kochi mới đầu tư phòng nghiên cứu kiểm tra chất lượng rất hiện đại để đảm bảo từng sản phẩm hà thu đỏ Kochi, tỏi đen Kochi tới tay người tiêu dùng có chất lượng tốt nhất, mang lại hiệu quả cho người sử dụng.
Thế thì anh có thể giúp em cũng như là khán giả của truyền hình Hà Nội đi thăm cái phòng mà nó quyết định lên cái giá trị cũng như là cái chất lượng của cái sản phẩm này của mình được không ạ? Rồi thì mình mời Lan Anh cùng khán giả đài truyền hình Hà Nội đi tham quan phòng đó nhé. Anh Nôn ơi, thế thì cái hệ thống này là máy móc này là phục vụ cho cái công đoạn nào của mình đây ạ? Với cái hệ thống máy móc này thì nó phục vụ cho công đoạn mà kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm. Giả sử cụ thể những cái sản phẩm hà thô đỏ Cô Chi, tỏi đen Cô Chi bên mình thì phải có cái hệ thống này để chiết xuất ra các hoạt chất trong đó. Ví dụ như trong tỏi đen thì cái hoạt chất quan trọng của nó là chất SAC, S-alanine-cysteine. Còn trong hà thô đỏ, chất hoạt chất quan trọng nhất quyết định tác dụng của hà thô đỏ, tức là quyết định tác dụng làm đen tóc đỏ da của hà thô đỏ đấy, đen tóc bạc tóc rụng mọc tóc ấy của hà thô đỏ, thì đấy chính là hoạt chất TAZ, tetrahydroxystipenglucoside. Thì nhờ cái hệ thống này để mình chiết xuất ra các cái hoạt chất đó, thì từ đó thì đưa vào hệ thống phía sau để kiểm tra định lượng là bao nhiêu. Nhưng trước khi định lượng thì phải có chiết xuất ra nó cái đã. Thế thì cái hệ thống này em thấy nó chỉ có mấy cái dàn ống như thế này thôi, thì nó có đáp ứng được cái sản lượng của chúng ta hay không, hay là đây chỉ là cái khu vực thí nghiệm thôi ạ? Cái này với bên mình là đáp ứng được cái nhu cầu bên mình. Đây nó hệ thống là 12 dàn này. Nếu mà Lan Anh đi ở các nơi khác, cái cơ sở nghiên cứu và học tập ở cái chỗ khác thì rất hiếm có hệ thống như thế này. Họ chỉ có được một cái này thôi, một hoặc hai, nhưng ở đây của mình là 12, là gấp nhiều lần. Cho nên là rút ngắn được cái thời gian của mình trong quá trình xử lý mẫu, trong quá trình chiết xuất này, nó giảm thời gian đi rất là nhiều. Cùng một lúc mình làm được tận 12 mẫu, trong khi đó các bên khác cùng một lúc họ chỉ làm được có một mẫu thôi. Thì đáp ứng quy mô công nghiệp của bên mình. Ý em hỏi ở đây thì là cái dàn này nó chỉ là phục vụ cho cái công đoạn là nghiên cứu để test mẫu, chứ không phải là chiết xuất ra cái thành phần đấy để phục vụ cho sản xuất thương phẩm. Đúng rồi. Cái dàn này nó chỉ phục vụ cho công nghiệp là test mẫu, kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm thôi, chứ không phải là để sản xuất ra sản phẩm. Thì ở cái dàn này, đúng rồi. Vâng, thế thì để vận hành một cái dàn này thì để ra được một, từ lúc mà chúng ta đưa mẫu vào cho đến lúc mà chúng ta có được cái kết quả thì nó mất thời gian là bao nhiêu lâu ạ? Cái này nó, ví dụ như với hà thô đỏ thì thời gian chiết xuất ở đây nó tương đương có khoảng 2 giờ đồng hồ. Còn với tỏi đen thì thời gian chiết xuất nó cũng khoảng tương tự như vậy. Đây là cái giai đoạn mà xử lý mẫu hết khoảng tầm thời gian như vậy. Và ở các cái khu vực mà máy móc mà quyết định nên cái chất lượng sản phẩm của chúng ta thì ngoài cái hệ thống này ra thì còn những cái bộ phận nào nữa hả anh? Đúng rồi, thì cái này chỉ là cái gọi là kiểm tra đánh giá ban đầu, còn sau đó thì phải có hệ thống hiện đại hơn cái này nữa cơ. Thì bây giờ mời Lan Anh và khán giả truyền hình đi theo. Chúng ta sẽ phải có những cái hệ thống máy móc như thế nào để đưa sản phẩm ra thị trường nó luôn luôn đảm bảo hàm lượng theo đúng công bố ạ? Thực sự thì Cô Chi phải đầu tư cái hệ thống đánh giá chất lượng rất là tốt. Như là có rất nhiều trang thiết bị máy móc với nhau, như máy thử độ giã, máy phân tích hàm lượng hoạt chất bằng máy HPLC. Đây là cái máy của hãng Water, đây là máy về số 1 thị trường về mặt định lượng hàm lượng hoạt chất. Rồi các trang thiết bị khác xác định độ ẩm nhanh, máy đo pH vân vân và nhiều máy khác mới đảm bảo được cái chất lượng của sản phẩm lưu hành trên thị trường. Để đầu tư được cái hệ thống trang thiết bị máy móc phân tích thì phải đầu tư rất là nhiều. Ví dụ một cái máy sắc cái lỏng hiệu năng cao HPLC của Water hiện nay mua mới trên thị trường phải cỡ khoảng 1.3 tỷ. Thì ngoài ra thì còn các trang thiết bị máy móc khác. Bên mình đầu tư cho hệ thống phòng thí nghiệm này nó phải tương đương cỡ khoảng hơn 2 tỷ cho hệ thống phòng thí nghiệm này. Thì bên cạnh đó thì không phải là có mỗi trang thiết bị máy móc không mà chúng ta có thể sử dụng được, mà chúng ta cần phải có thêm với đội ngũ để được vận hành cái phòng kiểm tra đánh giá chất lượng này, thì có 2 tiến sĩ dược và 3 dược sĩ trình độ đại học thì mới vận hành được cái phòng thí nghiệm như này. Hiện nay thì các cái sản phẩm của chúng ta có cái sự khác biệt như thế nào so với các cái sản phẩm cùng loại ở trên thị trường? Với sản phẩm của Cô Chi thì cái khác biệt chính ở đây là chất lượng. Cụ thể ví dụ như với hà thô đỏ Cô Chi, thế còn cái chất gần đây người ta phát hiện ra cái chất mà quyết định tác dụng của hà thô đỏ, tức là quyết định cái tác dụng mà làm đen tóc này, giúp cho mọc tóc của hà thô đỏ, đấy chính là cái chất TSG, tetrahydroxystipenglucoside. Và để biết được cái hà thô đỏ có đủ hàm lượng hoạt chất TSG không thì phải dùng cái hệ thống máy móc phân tích hiện đại như thế này thì mới có thể là phân tích được cái hàm lượng đó. Và hãng Cô Chi thì rất tuyệt vời, thì có cái hệ thống này thì mới đảm bảo được cái chất lượng hàm lượng hoạt chất TSG của hà thô đỏ Cô Chi tới tay người tiêu dùng. Quý vị thân mến, đưa sản phẩm ô cốp vươn khơi chinh phục thị trường quốc tế là hoạt động đang được nhiều doanh nghiệp của Việt Nam hướng đến, trong đó có thương hiệu tỏi đen Cochigon của công ty phát triển công nghệ Nhật Bản.
việc đưa sản phẩm tỏi đen chinh phục thị trường cũng đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ nâng cao được giá trị cho củ tỏi của Việt Nam, và người nông dân của chúng ta thì có thêm việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.